Ở tập trước, sau khi màn giao đấu không cân sức kết thúc, Cổ Huyền Trần biết được Tề Gia đã tu luyện Thiên canh quyết là bí học tông truyền. Anh thở dài khi không ngờ đây lại là hậu duệ của tiểu thất. Sự việc diễn ra như nào, mọi người hãy cùng dõi theo nhé. Sau đó, Cổ Huyền Trần nghĩ lại chuyện năm xưa, khi mà anh đang tu luyện cùng với đồ đệ tiểu thất của mình. Vì lo sợ nữ đệ tử này gặp chuyện không may nên Cổ Huyền Trần phải ra sức truyền công pháp cho nàng, anh nhắc nhở nàng, Thiên canh quyết có thiếu sót, lần này nếu không có vi sư hộ pháp bên cạnh con thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Con là đồ đệ của ta, ta không muốn con gặp phải chuyện gì, lần sau đừng luyện nữa. Nàng thất đệ tử này là một ngọc nữ vạn người mê, nàng có một thứ tình cảm đặc biệt với sư phụ của mình, điều nàng thích nhất là được ngồi vào trong lòng của cổ huyền trần. Dẫu cho anh có mắng nàng thì nàng vẫn rất thoải mái mà đáp lời, con mặc kệ, miễn sao con cảm thấy ổn là được, hơn nữa còn được sư phụ hộ pháp thì lo lắng gì nữa chứ. Nàng nhìn cổ huyền trần với ánh mắt âu yếm, như một kẻ si tình nàng đưa ra đòi hỏi, sư phụ lo cho con như thế, vậy tại sao sư phụ không thể hộ pháp cho con mỗi lần công chứ? Hộ pháp cả đời ấy, có thể thấy qua câu nói của nàng gửi gắm muôn vàn tình ý vào trong đó. Trở lại với thực tại, khi nhìn nàng tề tử yên có thấy loáng thoáng hình bóng của nàng thất đệ tử ở trong đó. Thật sự là nàng hậu duệ này có rất nhiều đường nét giống tổ tiên của mình, nàng thấy cổ huyền trần đang đứng được cả người thì vội cắt ngang, cổ công tử. Đây là công quyết duy nhất được truyền lại cho chúng ta, cũng là thứ quý giá nhất của tổ tiên cửu thiên đan thần, Sao ngài lại biết được nó? Cổ tiên bối có nghe ta nói không vậy? Cổ Huyên Trần lặng người khi nhớ về chuyện ngày hôm nay. Anh tỏ rõ vẻ chán nản, bất lực, toàn tâm. Đến đây anh liền ôm đầu than nghĩ: Đường Đường là sư phụ của Tiểu Thất, vậy mà ta lại hồ đồ đi giả vờ thành thân với hậu duệ của nó, đúng là loạn hết cả vai vế mà. Cổ Huyên Trần niệm tình xưa kia tình sâu nghĩa đậm, còn chưa giúp được Tiểu Thất có được công pháp hoàn chỉnh, anh quyết định đưa hai nàng đến đan phòng để luyện đan. Cổ Huyên Trần ngồi trước lò luyện đan của Tề gia anh bắt đầu tập trung điều chế đan dược thấy vậy nàng tiểu ngữ không khỏi trầm trồ nàng thì thầm với tề tử yên tiểu thư cổ công tử công pháp cao siêu như thế vậy mà còn biết luyện đan thật sao lạ quá đi mất ta chưa từng thấy mấy công thức luyện đan này vậy nàng tề tử yên liền đưa tay ra giấu cho nàng hầu cận ngươi khoan hãy nói vị công tử này cao siêu như vậy cứ nghiêm túc quan sát mà học hỏi dần đi cả hai nàng đứng sau lặng lẽ theo dõi cổ huyền trần luyện đan lúc này cổ huyền trần cảm nhận được thời điểm đã đến anh hất bay đỉnh lò luyện đan lên không trung lập tức những viên đan dược được hoàn thành bay ra tứ tung cả đan phòng bây giờ tràn ngập linh đan cao cấp của cổ huyền trần điều đáng nói là viên nào viên nấy đều hội tụ linh khí dồi dào có đến cả trăm viên linh đan trên mỗi viên đều hóa bốn đạo hoa văn vô cùng đẹp mắt hai nàng lúc này như vớ được vàng mắt nhìn chằm chằm mồm há hốc kinh ngạc tất cả đều là linh đan tứ văn sao cổ công tử tài khí vô lượng thật sự có thể luyện ra được nhiều như vậy trong một lần ư luyện ra được một viên đã là bậc kỳ tài rồi mà đây lại là cả trăm viên đan như thế, vị công tử này chỉ có thể là nàng bất giác hiểu ra vấn đề, nàng kéo tay tiểu ngữ mà quỳ sụp xuống đất chấp kính, vãn bối tề tử yên có mắt không chồng, mạo phạm tiền bối, trước giờ có gì làm cho tiền bối không vừa ý, xin cổ tiền bối thứ lỗi cho. nàng tiểu ngữ hơi đần nên đầu óc nhảy số chậm, nàng lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tề tử yên cúi gằm đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng, nàng nghĩ lại năm xưa, tề gia từng có một lão tổ luyện ra một viên linh đan tứ văn sau đó liền được công nhận là một trong những luyện đan sư đứng đầu vạn cổ châu này nàng đánh ánh mắt chú ý đến cổ huyền trần dáng vẻ ngầu lòi mà trầm trồ nghĩ thêm ấy vậy mà cổ công tử chỉ cần bỏ ra một chút linh lực và thời gian ngắn đã có thể luyện ra hơn trăm viên linh đan tứ văn cùng một lúc thật sự công lực này đã vượt xa nơi đây không biết lai lịch thật sự của ngài ấy là như thế nào bỗng cổ huyền trần cắt ngang suy nghĩ của nàng anh đưa hai nàng hai viên rồi nói các ngươi tu luyện đã vất vả rồi trước hết cứ uống nó đi hai nàng liền dập đầu cảm ơn chúng tôi sẽ uống nó ngay. Hai nàng mỗi người một viên liền đưa nhanh vào miệng. Nhìn khóe miệng hai nàng có vẻ rất vui sướng. Sau khi hai nàng ăn xong viên linh đan này, Cổ Huyền Trần lập tức sử dụng công pháp của mình để hộ pháp cho hai nàng, hai tay anh hừng ngực nguồn hỏa khí nóng hôi hổi. Anh bắt đầu sử dụng bàn tay của mình để lên cơ thể hai nàng, hai nàng lúc này hai má đã phấn hồng, cả người bị nguồn linh lực mạnh mẽ tiếp xúc mà bất giác sung sướng thốt lên. A a a. Cổ Huyền Trần vẫn tiếp tục sử dụng linh lực của mình mạnh mẽ hơn, hai nàng bây giờ đã mệt xã rời, hai nàng đưa tay lên cố gắng gượng nàng tề tử yên khẽ kêu lên ưm ưm thật là có chút kỳ lạ cảm giác cơ thể vừa khó chịu lại vô cùng thoải mái nàng tiểu ngữ ở bên cũng cảm nhận được nàng thì thầm tiểu thư tuy bản thân thấy có thay đổi nhưng mà ta khó chịu quá cả cơ thể ta nóng quá trời nàng tề tử yên liền động viên tiểu ngữ ngươi cố gắng lên đi không dễ gì có cơ hội tốt như vậy đâu được dùng linh đan văn cấp 4, lại còn được cổ công tử hộ pháp cho chúng ta nữa hãy yên lặng mà tận hưởng nó đi trong lúc đó, sợ hai nàng bất an lo lắng, Cổ Huyền Trần cũng căn dặn hai nàng, công pháp mà các cô tu luyện từ trước đến nay có sai sót rất nhiều. Nếu cứ đâm đầu vào tu luyện nữa thì sẽ khiến nền tảng bị hao mòn nhanh chóng. Ta đã sử dụng công pháp truyền linh lực để chữa trị kinh mạch của các cô, chịu khó ngồi im để ta có thể hoàn thành nhanh chóng nhất. Trong đầu anh sầu bi, hết cách rồi, nợ của đệ tử thì sư phụ phải trả lại thôi, ai bảo khi xưa không trị dứt điểm cho tiểu thất mà. Tiếp theo, Cổ Huyền Trần dặn dò hai nàng thêm sau này các ngươi yên tâm tu luyện, cứ theo công pháp mà ta đã tối ưu hóa cho các cô là được. Nhưng điều quan trọng là phải tập trung tu luyện, không được sao nhãng là có thể tẩu hỏa nhập ma đó. Hai nàng cả người bây giờ như sắp không chịu nổi nữa, nắm chặt tay nhau yếu ớt đồng thanh tiếp lời, "Dạ, ta nghe rõ." Sau một hồi, những tiếng nói đầy sung sướng vang lên, "A a a." Cả phòng luyện đan bây giờ bùng lên dữ dội một hỏa linh khí của ai đó. Hóa ra là bên trong, Tề Tử Yên khuân trang dạng người, mắt nàng không giấu nổi sự vui sướng, miệng nàng cười phá lên ha ha chỉ trong chốc lát mà ta đã có thể đột phá lên nhược hư cảnh hậu kỳ rồi cả cơ thể cũng tràn ngập linh lực kinh mạch cũng trở nên hết sức thoải mái nàng tiểu ngữ cũng mừng vang nàng cười nói tiểu thư ta cũng như vậy ta đã đột phá rồi hộ pháp cho hai nàng xong cổ huyền trần liền thu đống đan dược còn lại vào lọ đựng đan anh đưa về phía tề tử yên rồi nói với nàng các ngươi đã đột phá rồi thì mau cầm lấy lọ tỉnh mạch đan này đi những tộc nhân trong tề gia chưa được tu luyện một cách đúng công pháp hoàn chỉnh mỗi người một viên hãy bảo họ uống chúng. Rồi tiếp tục tu luyện bằng chiêu thức mà ta vừa dạy lại cho các cô, cứ làm theo như thế là sẽ bình yên vô sự, tề gia của các cô sẽ hưng thịnh lên thôi. Sau đó, cả hai cầm những lọ đan này đến gặp tề Hồng Quốc, sau khi nghe hết sự tình mà con gái của mình vừa kể, lúc này lão ta liền rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Lão ngờ vực hỏi hai nàng, vị cổ công tử này lại có thể luyện ra đan văn cấp 4 sao, hơn nữa số lượng còn nhiều đến như thế, hai đứa nói có thật không đấy nàng tiểu ngữ bột chộp nhanh nhảu đáp lời dạ đúng là như vậy chúng con cả hai người tận mắt chứng kiến cổ công tử luyện đan không thể nào hoa mắt mà nhầm lẫn được cổ công tử quả thật xuất thần nhập hóa nàng tề tự yên cũng hớn hở thêm lời nàng khen cổ huyền trần không ngớt tiểu ngữ nói đúng đó ạ phụ thân cổ công tử này có công lực phi phạm kiến thức đan dược cũng vô cùng uyên thâm có lẽ là một thiên tài đan đạo ở tử viêm quốc mà không đúng vị này chắc chắn phải là một cao nhân mới đúng hơn nữa nữ nhi làm theo lời công tử nói không chỉ làm giảm nỗi đau đớn trong người mà sức mạnh của chiêu thức cũng được tăng cao nghe mấy lời khẳng định chắc nịch này càng làm cho tề gia chủ kinh ngạc không thôi lão sốc tận óc lão suy tính có vẻ vị cổ công tử này quả thật rất bất phàm xem như tề gia ta có vị cứu tinh phù trợ rồi cảm ơn tiên tổ đã hiển linh giúp đỡ đồ tôn nghĩ xong tề hồng quốc hét lớn ra lệnh truyền lệnh của ta xuống mang hết đống đan dược này đi bảo tất cả người trong phủ luyện hóa đan dược mà cổ công tử đã ban sau đó chăm chỉ tập luyện có gì thì mau báo lại cho ta biết. Tên người hầu lập tức đáp lời, rõ, nói xong tên này mang những lọ đan rời đi. Xong chuyện tề hồng quốc vui vẻ tiến đến chỗ con gái, lão khen nàng, tử yên, lần này con không những không gây chuyện, mà còn lập công lớn cho tề ra rồi, ta sẽ có thưởng lớn cho con, nhưng mà ta có một thắc mắc, cha hỏi con, sao con quen biết với vị công tử này vậy? Đến lúc này thì nàng tề tử yên cũng đành phải thành thật nói ra, phụ thân, thật ra con và cổ công tử không như cha nghĩ đâu, đều là chủ ý của con mà ra. Sau đó nàng kể hết sự tình cho Tề Hồng Quốc nghe. Tề gia chủ nghe xong thì sốc chồng sốc, lão hét vào mặt nàng Tử Yên, con nói cái gì cơ? Sao con lại nhờ cổ công tử diễn kịch sao? Con biết chuyện này mà đến tai của Hàn gia thì phiền phức thế nào không hả? May hôm nay con lấy công trục tội, không ta quản thúc con hết đời rồi. Nàng Tề Tử Yên liền cảm thấy hối hận, nàng buồn bã nói, chỉ vì thấy người này phù hợp với kế hoạch của con. Nếu nhi cũng không ngờ hắn lại thâm tàng bất lộ như thế, làm ảnh hưởng đến tề gia con xin lỗi tề hồng quốc trước đây thì sẽ làm ầm lên nhưng lần này lại điềm tĩnh đến lạ thường lão ta quay người đi nói thôi vậy việc cũng đã như thế này rồi cũng không còn cách nào tốt hơn tuy không biết kế hoạch của hắn là gì nhưng nếu hắn đã muốn diễn thì chúng ta cũng đừng làm cho hắn cụt hứng công lực của hắn cao siêu đến thế sợ rằng tề gia động vào sẽ không có lợi gì dù cổ công tử với cổ thiên hoa có phải phụ tử hay không nhưng nếu hắn đã nhắc đến thì ta nhất định sẽ nghĩ cách mời cổ huynh ra ngoài nàng tề tự yên vẫn hồn nhiên hỏi nhưng chuyện thành thân của chúng con vốn không phải là thật tề hồng quốc liền hiện ra vẻ mặt đầy toan tính lão nhìn cô con gái bé bỏng của mình như một viên ngọc sáng yên nhi không phải con luôn theo đuổi đan đạo à đây cũng là một dịp tốt vị cổ công tử này luyện một lò đan là đã có thể giúp tề gia ta vươn lên đứng đầu vạn cổ cho rồi nếu thật sự con có thể thành thân với hắn có hắn chỉ dẫn thì chẳng phải là một chuyện tốt à nàng nghe mấy lời này lập tức hiểu ra ý đồ của cha hai má theo đó phấn hồng hiện rõ ngại ngùng nàng bỗng chốc không nói được câu nào thời gian trôi nhanh như gió thoáng chốc đã là chuyển đến năm ngày sau bên ngoài tề phủ lúc này tề hồng quốc đang vui vẻ ra tiếp đón ôi chao lâu rồi không gặp hàn gia chủ lão già tóc bạc trắng này là gia chủ hàn gia hàn định hôm nay lão đến đây là vì trận chiến sinh tử đã được ấn định khi trước theo sau lão là con trai hàn mặc và muôn đồ của hàn gia hàn mặc lập tức chấp kính với tề hồng quốc chất nhi tham kiến tề bá phụ hàn định thấy con trai nói vậy thì nhắc nhở ô hôm nay cũng sắp là người một nhà rồi còn không biết sửa lại gọi nhạc phụ à đúng là đồ ngốc này nữa hàn mặc bỗng chốc rơi vào ngại ngùng hắn bất giác a à lên một tiếng sau sự việc hôm qua hiểu rõ bên nào hơn nên tề hồng quốc đương nhiên không ưa được tiếng gọi của hàn mặc tề gia chủ lập tức xua xua tay chặn họng hắn không được nếu ngươi đã có giao hẹn với cổ công tử thì vẫn nên chờ quyết đấu xong thì hãng sửa lại cũng không muộn tránh để kẻ khác cười chê hắn liền lộ ra hai mặt một mặt thì giả tạo cười nói đáp lời vâng thưa tề bá phụ còn một mặt thì hiện rõ vẻ xấu xa. Hắn thầm chửi, đúng là lão già cổ hủ, chờ ta so tài thắng rồi, xem ông còn dám ra vẻ nữa không. Sau đó, Hàn định lâu rồi không gặp Tề Hồng Quốc nên cũng không ngờ, lão ta có một thắc mắc hỏi. Tề gia chủ, lúc nãy ta cảm nhận được hơi thở của ông, chẳng lẽ ông đột phá đến phản thực cảnh rồi sao? Tuy đã mở hội trong lòng nhưng bên ngoài Tề Hồng Quốc liền xua xua tay cười nói, ha ha ha, chỉ là ta luyện bừa, ngờ đâu lại ăn may đột phá mà thôi, ông đừng để ý. Hàn Định nhìn Tề gia chủ với ánh mắt đầy tà khí, lão khen đều. Tề gia chủ còn trẻ như vậy mà đã bước vào phản thực cảnh rồi. Tề gia chuyến này tiền đồ vô lượng. Chúc mừng, chúc mừng. Trái với vẻ hoan hỉ thì trong lòng lão thầm nghĩ, hư, ừ, cứ theo đà này thì sau khó mà bắt chẹp được Tề gia rồi. Sau đó, Tề Hồng Quốc liền mời Hàn Định vào trong. Hàn lão mời vào trong trước. Hàn Định cũng không có gì phải làm khó nên từ từ tiến vào bên trong. Trong lúc đó, tên gia chủ Long gia cũng đã mò đến, vừa đến hắn đã hống hách thụy uy hôm nay tề gia chủ mời long gia chúng ta đến xem trò vui chút nữa nhớ chú ý lời nói và hành động đừng có gây thêm phiền phức nhìn đám đồ môn hùng hậu có thể thấy long gia có thế lực nhất nhì ở nơi đây cả đám lập tức vâng lời đáp rõ thưa gia chủ gia chủ long gia long vĩnh nghĩa tên này có tướng mạo rất trẻ nhưng gương mặt của hắn hiện rõ lên vẻ hung tàn cả đám theo chân long vĩnh nghĩa bước vào trong phủ của tề gia nhưng bên ngoài lúc này vẫn có ba người đang lưỡng lự đứng ngoài cổng trong đó là một cặp phu thê đã có tuổi gương mặt hiện rõ những vết nhăn theo năm tháng nhìn rõ thì ta có thể thấy được người nam nhân này chính là cổ thiên hoa vẻ buồn bã pha chút thất vọng ông nói với vợ tứ nương đừng nhìn theo nữa có lẽ là người trùng tên mà thôi đây là cổ châu xa xôi làm sao có thể được phụ mẫu của cổ huyền trần buồn bã thở dài một hơi ánh mắt đượm buồn bà vẫn tin vào suy đoán của mình nếu đó là trùng tên thì sao gia chủ tề ra lại điểm mặt gọi tên chàng đến đó chứ lỡ như thật sự là trần nhi của chúng ta đến tìm tề phủ thì sao thiếp vẫn nghĩ là con trai thật sự đến đây để tìm gặp chúng ta. Không muốn vợ của mình phải suy nghĩ buồn giàu thêm nữa, cổ thiên hoa liền đưa tay vỗ về nàng. Ta hiểu rõ tính cách Trần Nhi nhất, nó sẽ không làm ra những chuyện gióng chống khua chiêng này đâu. Huống hồ gì võ công của nó không có gì nổi trội. Một tên đứng gần nghe hai người nói chuyện thì tỏ về khinh thường, hắn nói vọng lại phía sau. Đúng đấy, nhị tử vô dụng của ông, còn chẳng có tư cách đứng lên võ đài này để chết đâu. Vừa nói tên này lộ ra bản mặt hết sức gợi đòn, như nhìn vẻ hống hách của hắn dường như đã có người chống lưng đằng sau nghe mấy lời khinh miệt hướng đến chồng mình phụ mẫu của cổ huyền trần lập tức ra mặt quát mắng long bân không được vô lễ với tứ cô phụ tên này chính là hậu duệ của long gia con trai của long vĩnh nghĩa hắn được đà thì tiếp tục xỉ vả tứ cô à vì bà van này nên tộc nhân mới miễn cưỡng giữ lại mạng cho ông ta mà thôi một kẻ vô dụng không làm nên trò chống gì như ông ta thì làm gì có tư cách làm tứ cô phụ của ta cơ chứ đừng có mơ tưởng giữa ban ngày đi tuy vô cùng tức giận nhưng vì người chồng của mình nàng nay cố gắng nhịn nhục cơn tức phụ mẫu của huyền trần đành bất lực hét lên con sao con lại nói mấy lời không hay này chứ tên long bân long bẩn này như một đứa con nít lấy tay kéo mắt miệng thì lè lưỡi lêu lêu trêu gạo nếu không phải tề gia chủ là người quen cũ của ông ta thì e rằng ông ta cũng không có được đặc ân đó đâu không khéo bây giờ ông ta vẫn bị nhốt trong địa lao làm cầu đấy lời này vừa dứt thì trên bầu trời vô số những lôi sét đang đùng đùng kéo đến những tiếng nổ vang trời tạo ra một khung cảnh hết sức kinh hoàng bỗng nhiên những lôi xét này nhắm thẳng người của tên long bân mõm lông mà đánh xuống liên tiếp liên tiếp những tia xét hung tàn làm cho thân thể tên này trở nên cháy xém cho trừ cái tội mùm lông hắn bị đánh xong thì nằm thoi thóp trước mặt vợ chồng cổ thiên hoa bất ngờ với màn này làm cho ông ấy cũng có chút lo lắng ông gặng hỏi long bân ngươi không làm sao chứ mà trên trời hôm nay lạ thật trời quang mây tạnh sao đột nhiên lại có xét đánh ngang cả hai còn bất ngờ hơn khi long bân vừa ngã xuống thì cũng là lúc cổ huyền trần hiện ra trước mặt họ đột ngột nhìn thấy người con trai từ nhỏ đã phải xa lìa nàng có tuổi này bỗng chốc rơi vào trầm mặc bà nhìn rõ hơn người con trai của mình cổ huyền trần bao quanh người lúc này vẫn còn sót lại những lôi điện và màn xét đánh long bân không trượt phát nào chắc chắn là do anh tạo nên anh lạnh lùng nói xỉ nhục ai thì được chứ đừng có đụng đến người của cổ gia ta phụ mẫu vũ hàn bây giờ mới hoàn hồn xúc động khi nhìn thấy người con trai của mình đã trưởng thành tuy vậy bà vẫn hơi lưỡng lự gọi trần trần nhi là con phải không cổ thiên hoa khi thấy người con trai thì mừng rỡ chạy đến ông không ngờ được anh lại có dũng khí để đến tận nơi đây ông nói lớn sao lại là con con thoát ra khỏi lạc gia rồi sau đó chạy trốn đến đây à cổ huyền trần cũng vui vẻ đáp lời ông ấy lạc gia đã được giải quyết ổn thỏa bây giờ con ở tại tiêu giao tông bổn nói đến đây anh bất giác ngưng lại do chưa từng tiếp xúc với cổ thiên hoa nên anh vẫn chưa quen cách xưng hô lắm biết vạ miệng anh liền nói lại. E hèm, con đến đây không phải là chạy trốn, mà mục đích tới cổ châu là tìm và đón hai người về để đoàn tụ với cổ gia. Vũ Hàn tiểu muội nhớ hai người lắm. Phụ mẫu Vũ Hàn cũng lập tức tiến tới để quan sát rõ hơn người con trai. Sau bao năm nhung nhớ và dây dứt không thôi thì giờ đây bà không kìm được nước mắt. Hai hàng lệ bà không tự chủ được mà trào ra. Bà nhẹ nhàng nói với anh, Trần Nhi, là con thật sao? Là con thật sao? Trần Nhi, cúi xuống để mẹ có thể ngắm con thật kỹ hơn nào. Con lớn rồi, Mẹ sắp không nhận ra con được nữa. Cũng tại vì bà đang vô cùng phấn khích mà từng câu từng lời của bà đều trở nên run run. Lúc này bà muốn được âu yếm hơn người con trai của mình, đưa tay bà muốn cảm nhận được từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Tuy vậy Cổ Huyền Trần theo phản xạ lại bất ngờ đưa tay chặn bà lại, cảnh tượng này đều làm cho hai người trở nên ngại ngùng không biết phải làm sao. Cũng tại vì Cổ Huyền Trần chưa quen với thân phận nhi tử, giờ đây anh có chút lo lắng thầm nghĩ, tiêu rồi, tại sao lại vô thức chặn bà ấy cơ chứ. Từ xa long vĩnh nghĩa bỗng nghe thấy tiếng ồn từ đằng sau thì lập tức dừng lại hắn ngoái nhìn lại phía sau xem xét tình hình hửng có chuyện gì đây bên này phụ mẫu vũ hàn cũng ngại ngùng thu tay lại nghĩ rằng tại bà ra đi khi người con trai còn quá nhỏ nên không thể nào nhận ra mình giọng run run bà tự trách móc bản thân trần nhi có phải con còn giận mẹ vì năm đó không từ mà biệt không hay con không nhận ra được mẹ vì con còn quá nhỏ bà xót xa nghĩ thầm đứa nhỏ này nhìn mình như một người xa lạ vậy cổ thiên hoa liền an ủi vợ của mình Ông giải thích cho cổ huyền Trần nghe, Trần Nhi, con hiểu lầm mẹ con rồi. Năm đó người Long Gia tìm đến cổ gia chúng ta, họ lấy tính mạng của con ra để đe dọa, ép bà ấy phải quay về, bà ấy cũng không có cách nào khác. Tên Long Vĩnh nghĩa lòng dạ hẹp hòi, hắn chĩa thẳng thanh kiếm ra uy hiếp, thân là thiên tài đệ nhất trận đạo của Long Gia. Sao có thể gả cho một kẻ tầm thường như vậy chứ, ngoan ngoãn thì biết điều, mau quay về với ta, không thì ra sẽ lấy mạng tên tiểu nghiệt súc này. Ông cúi gằm mặt, giọng buồn bã, Mấy năm qua mẹ con vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng để bảo vệ con. Dù cho có ra sao thì bà ấy cũng sẽ làm vì con. Đến khi Vi Phu tìm được bà ấy, bà ấy mới bàn điều kiện với Long Gia. Nếu bà ấy có thể đột phá lên trận pháp sư cấp 5 trong vòng một năm, thì Long Gia sẽ cử người cứu con ra khỏi Lạc Gia. Vì con mà bà ấy vẫn luôn liều mạng tu luyện suốt khoảng thời gian qua. Nói đến đây bà ấy không kìm được nữa, nước mắt rơi lã trã vì những ấm ức dồn nén bao nhiêu năm phải trải qua. Tuy vậy bà vội ngăn chồng lại, thiên hoa, chàng đừng nói nữa. Cổ Huyên Trần nhìn những vết thương trên cánh tay phần nào thấu hiểu được sự cao thượng của bà, điều này cũng làm cho một người sắt đá như anh cũng phải động lòng. Anh thầm nghĩ, không ngờ ta lại gặp phải tình huống này, cảm giác có mẹ thật hạnh phúc, có vẻ bà ấy đã làm tất cả vì con cái, thật sự phải chịu rất nhiều khổ cực rồi. Nghĩ xong, anh mỉm cười nói với hai người, "Cha mẹ, chuyện của quá khứ rồi thì cứ để nó trôi qua đi, con biết hết sự tình của hai người rồi. Dù gì thì con cũng phải cảm ơn cha, cảm ơn mẹ rất nhiều đã phải chịu đựng nhẫn nhịn vì con." hôm nay con đến để đón hai người về ở cổ ra giờ đã yên bình vũ hàn vẫn luôn mong ngóng hai người trở về nàng ấy làm gì cũng không vui điều này làm con không yên tâm được đang nói chuyện tình cảm thì tên long vĩnh nghĩa lao đến phá đám hắn như một con quái thú đòi đánh cổ huyền trần là kẻ điên nào có gan dám làm bân nhi của ta bị thương các ngươi chán sống rồi đúng không tuy vậy cổ huyền trần vẫn không mảy may lo lắng anh tùy ý vung kiếm một cái tên máu chó không biết trước sau kia liền bị đánh văng lên trời cả người anh tỏa ra một màn linh khí ngút ngàn tên kia đang đả máu chó thì bị cổ huyền trần làm cho tái mét mặt mày hắn hoảng hốt khi nhìn về phía trước nơi mà anh cổ đang chuẩn bị cho hắn ăn một chiêu bóp véo long chảo thủ cổ huyền trần có vẻ đã căng ánh mắt anh nổi lên đầy sắc khí nhìn chằm chằm mục tiêu anh vung một chiêu mạnh vào người tên long vĩnh nghĩa hắn lập tức bị anh cổ đánh cho bộc phá kinh mạch hắn trực tiếp bị đánh bay xuống mặt đất lập tức một vụ nổ tạo ra một cái hố lớn theo đó đất đá văng tứ tung ra ngoài cổ huyền trần vẫn còn có chút nhẹ tay nên tên này vẫn may mắn giữ được tính mạng của mình tuy vậy hắn không màng sống chết mà lủng củng bò dậy hắn nhìn cổ huyền trần với ánh mắt đầy cam thủ khẩu khí vẫn vô cùng là to tiểu tử đáng ghét này dám đánh con trai của ta bây giờ còn đánh cả ta xem như hôm nay ngươi tới số rồi chuẩn bị nhận cái chết đi vì ngươi không biết là ngươi động phải người của ai đâu long gia ta sẽ không để yên sự sỉ nhục này bỗng lúc này mẹ của cổ huyền trần đứng ra trước bảo vệ anh vì chưa biết rõ được thực lực thật sự của người con trai hờ này bà ấy sợ long tộc sẽ không để yên cho lập tức bà ấy ra sức làm hạ hỏa cái đầu đang nóng của nhị ca mình bà hét lớn nhị ca xin hãy nương tay nó là nhi tử cổ huyền trần của ta cũng là người của long gia tất nhiên là tên long vĩnh nghĩa này không chịu hắn càng gào mõm lên cút hắn dám ra tay với bân nhi con ngươi đánh con ta thì ta đánh con người hôm nay ta phải lấy cái mạng chó của hắn niệm tình cô còn có giá trị với long gia Ta sẽ tha cho cô một con đường sống. Khôn ngoan thì mau giữ đúng bổn phận của mình đi, đừng dính dáng vào việc này. Là một người mẹ, bà ấy đâu thể để ai đó làm bị thương con trai mình, bà ấy vẫn nhất quyết dùng cả thân xác của mình ra để bảo vệ anh. Không được, cho dù là thế nào đi chăng nữa, ta cũng không để Nhị ca ra tay với nó đâu, cho dù ta có phải chết đi chăng nữa. Bỗng từ đâu có một tiếng nói lớn vang đến, Khoan đã, các người đang làm cái gì ở đây vậy? Cả hai nghe thấy thì bất giác nhìn lên. Tề Hồng Quốc lúc này từ trên mái nhà nhẹ nhàng phi xuống, thấy tình hình đang căng thẳng, ông ta lập tức lên tiếng giải vây, "Cổ công tử, trận đấu sắp bắt đầu, Tử Yên còn đang đợi người đấy." Cổ Huyền Trần lúc này đã bừng bừng khí thế, chỉ cần chậm một vài giây có lẽ anh đã cho tên kia bay mõm chó rồi. Tề Hồng Quốc lập tức ngửi thấy mùi khét lẹt đâu đây, mặt ông ta tái xanh, mồ hôi chảy đầm đìa lo lắng, nếu mà ta không đến đây kịp lúc. Cổ công tử mà nổi giận lên, một người phi phàm như này mà muốn làm lớn chuyện thì vạn cổ châu sẽ đại loạn mất nghĩ xong ông ta vui vẻ tiến đến chỗ long vĩnh nghĩa thương lượng long gia chủ nên bớt giận dù gì hôm nay cũng là ngày diễn ra trận quyết đấu sinh tử ông không thể làm vị cổ công tử này bị thương được như vậy là không công bằng với giao ước nếu như ngã xuống trên võ đài thì coi như xong còn không thì lúc đó tùy ông giải quyết nể mặt tề mũ mà dừng chiến được không nói vậy nhưng trong lòng ông ta thầm nghĩ có gì đi chăng nữa thì cũng không để ông có thể động đến ân nhân của tề gia ta đâu long vĩnh nghĩa bỗng cười phá lên hắn cũng không biết được rõ trận chiến này nên có vẻ bất ngờ Hắn cười nói, ha ha ha, thì ra tiểu tử không biết trời cao đất dày đi khiêu khích Hàn gia là Hàn sao. Cổ Huyên Trần thấy tên này cao ngạo thì cười lên một tiếng, anh nhắm mắt khinh thường, ha ha, không biết trời cao đất dày. May cho long chó nhà ngươi là có Tề gia chủ gia can ngăn đúng lúc mới cứu cho ngươi tạm thời giữ được một mạng, đúng là thứ ếch ngồi đáy giếng. Bị nói vậy tên này liền nổi điên, tuy vậy hắn chỉ biết nhịn nhục mà gầm gừ vài tiếng, ẳng ẳng, ngươi dám. Bên này, tên Long Bân đã có chút mơ hồ tỉnh lại, hắn đau đớn nằm trên mặt đất rên rỉ đau đau con bị người ta đánh ưm ừ. long vĩnh nghĩa lúc này mới chú ý đến thằng con trời đánh hắn ta đau xót tiến đến bên người long bân bân nhi con bị đánh có sao không bân nhi đáng thương của ta nói xong hắn quay đầu đánh ánh mắt đầy sắc khí về phía cổ huyền trần rồi uy hiếp hừ nể mặt tề gia chủ tạm thời tha cho ngươi đường sống chờ ngươi tỉ thí xong ta sẽ tìm ngươi làm cho ra lẽ hai đứa ngươi chuẩn bị mà nhặt xác đứa con trai ngu ngốc của các ngươi đi ta cũng mong rằng tiểu tử ngươi sẽ giữ mạng đến lúc đó nghe những lời lẽ ngông cuồng đó cổ huyên trần vẫn giữ im lặng nhưng trên mặt anh đã hiện rõ là muốn lấy đi cái mạng chó của ai rồi tại lôi đài tỉ thí lúc này hàng ngàn người đến đây để theo dõi trận tỉ thí đám đông chen nhau lời ra lời vào không ngớt chật quá cho ta qua các ngươi đứng gọn vào cho tiểu thư ta xem với mà tiêu giao tông này điên thật rồi mới tiêu diệt được liệt hỏa giáo còn con mà đã dám đến khiêu khích hàn ra sao đúng không biết trời cao đất dày là gì thế này đâu phải là khiêu khích hàn gia rõ ràng là xem thường thế lực vạn cổ châu của chúng ta. Xem hôm nay hắn bị thiếu chủ Hàn mặc xử như thế nào. Cả hai đã bắt đầu tiến lên võ đài, đứng từ xa nàng tử yên không khỏi lo lắng, nàng bất giác thốt lên, cổ công tử. Có vẻ như cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã làm cho nàng tề tử yên trúng tiếng xét ái tình từ khi nào không biết, nhìn vẻ mặt e thẹn của nàng như thể vợ từ xa đang lo lắng cho chồng chinh chiến. Lúc này, tên giám khảo giơ tay hô to, trận đấu bắt đầu. Vừa mới dứt câu tên hàn mặc đã chủ động xuất kích, Hắn trưng ra vẻ mặt vô cùng đắc ý tay vuốt vuốt thanh kiếm rất gợi đòn, không những thế hắn còn buông lời khinh bỉ nhằm hạ thấp khí thế đối thủ, "Vậy mà ngươi dám bước lên đây cơ, ta cũng không ngờ ngươi lại máu chó đến thế, vậy thì để ta." Lời này vừa dứt thì hắn lập tức chĩa kiếm lao lên, vừa lao hắn vừa lải nhải luôn mồm, "Cho ngươi biết hậu quả hôm nay dám đắc tội đến người của Hàn gia, ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái nhất." Cổ Huyên Trần từ từ rút kiếm, anh lạnh lùng chửi hắn, "Đúng là kẻ lắm lời, xin lỗi." không biết anh cổ xin lỗi cái gì nhưng mọi người chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên tên hàn mặc đã dừng lại còn cổ huyền trần đứng quay mặt thu kiếm anh cổ thả câu ngoan thoại rồi lập tức rời đi ta đang vội cáo tử nói xong anh nhẹ nhàng đáp xuống bên dưới võ đài một màn này không khỏi làm cho tên long bân sung sướng cười phá lên hắn khinh thường đồ ngu dám nhảy xuống lôi đài muốn chạy hả theo quy tắc của cổ vạn châu chúng ta sau khi lập khế ước sinh tử mà dám trốn võ đấu thì đều phải xuống hố cho dù cho chạy đi đâu chăng nữa thì cũng sẽ bị truy cùng giết tận. Bỗng ở trên võ đài lúc này có biến, thủ cấp của Hàn Mặc đã bị chia ra làm đôi, máu chảy thành dòng với hai mắt trợn trắng. Hắn cứ thế mà thất lực ngã xuống, hôm nay Hàn Mặc không muốn sống, Hàn Mặc tử. Thấy Hàn Mặc chết nhanh như vậy, cả đám mấy người long ra và Hàn gia không khỏi hoảng hốt, cả đám hét lên, "Cái, cái gì vừa xảy ra vậy? Hàn công tử cứ thế mà nằm xuống sao?" Lão Hàn định như bị tiếng sét ngang tai, lão bần thần lo lắng gọi lớn: mặc nhi của ta lão hàn định lập tức lao xuống xem xét tình hình lão cứ lo lắng gọi lớn mặc nhi mặc nhi ơi con không sao chứ nằm yếu ớt dưới mặt đất hàn mặc thều thào với người cha của mình hự cha con con không trụ được nữa rồi hàn định liền an ủi hắn mặc nhi yên tâm đi cha sẽ cứu con hãy khoan nói chuyện đã tuy bên ngoài lão ta bình tĩnh vậy nhưng trong lòng đã không khỏi bất an lão hoảng hốt nghĩ sao có thể chứ vừa nãy ta còn chưa kịp ngồi nóng ghế thế mà hắn đã đánh bại được mặc nhi ta còn chẳng thể thấy hắn ra tay như thế nào rốt cuộc tên này thâm tàng bất lộ ra sao bên này cổ huyền trần vốn không coi tên hàn mặc này là đối thủ cái chính là anh muốn dụ rắn ra khỏi hang đứng lạnh lùng anh nói bóng gió đã nói rồi ta đang vội mà cứ thích ngáng đường bây giờ thì đến lượt nói xong anh quay đầu nhìn lại phía sau nơi mà long vĩnh nghĩa đang ổn định đôi bàn tọa ánh mắt đầy sắc khí cùng một cái nhếch mép anh cổ nói kẻ tiếp theo đâu rồi nhỉ ai là người đòi lấy mạng ta khi tỷ thí kết thúc đến đây mà lấy đi long vĩnh nghĩa thấy ánh mắt sát thủ thì hồn siêu phách lạc hắn sợ hãi toát toát mồ hôi như tắm đến hắn cũng không ngờ được là tên này lại máu chiến đến thế hắn nghiến răng nghiến lợi tiểu tử này rốt cuộc là người như thế nào sao sát khí trên người hắn lại đáng sợ như vậy lúc này mẫu thân thứ hai của cậu cảm thấy lo lắng bà vội vàng chạy đến xem tình hình của con trai trần nhi con không sao chứ mẹ lo con có chuyện gì thì mẹ không sống được mất cổ huyên trần liền trấn an bà con không sao mẹ không phải để ý mấy tên còn con này đâu con tự giải quyết được hết cả ba đang nói chuyện thì một giọng cười lớn xen vào ha 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 cổ huyền trần bị mất hứng thì tỏ ra vô cùng giận dữ ánh mắt anh như muốn chém bay tất cả tên long vĩnh nghĩa thấy cổ huyền trần khí chất cao siêu thì lập tức trơ chẽn cháo trở hắn cười nói không hổ danh là người sở hữu dòng máu của long gia ta trong màn thể hiện của ngươi ngày hôm nay ta quyết định phá lệ cho ngươi trở thành người long gia vừa nãy ngươi làm ra một chuyện lớn khôn ngoan thì nhận lời để có được sự bảo vệ của tổ tộc Mẫu hậu của Huyền Trần nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, bà ấy ngây thơ tin rằng đây là một ân huệ, bà cười nói, "Nhị ca, huynh nói thật sao, cổ Huyền Trần nhà ta có thể đường hoàng vào Long gia ư?" Ừ. Bà tiến đến nằm tay cổ Huyền Trần, bà thuyết phục anh, "Trần Nhi, con hãy mau đi đa tạ nhị cửu đi, nhị cửu đã cho con một con đường sống, nghe lời mẹ hãy đi cùng ông ấy đi." Bên này, Long Vĩnh Nghĩa vẫn mơ mộng hão huyền, ông ta thầm nghĩ, tiểu tử này thiên phú xuất sắc, so với việc xung đột với hắn, thì không bằng thu phục dưới trướng ta giúp long gia ta lớn mạnh nhất cổ châu này thậm chí còn có thể vươn xa hơn nữa bỗng cổ huyền trần cười nhạt anh hừ lên một tiếng sau đó anh lạnh giọng nói với tên bỉ ổi kia bổn đế nói muốn làm người của long gia khi nào ta đã cho phép ngươi nói chưa mà đã dám nói lời sằng bậy long gia cho chết nhà các ngươi mà xứng để ta vào ư đúng là nói chuyện vớ vẩn mấy câu nói này như suối một gáo nước lạnh vào đám người của long gia long vĩnh nghĩa như chết lặng hắn bị sỉ nhục như vậy bỗng chốc không nói được câu nào tên long chun không màng sống chết liền lao lên chỉ trỏ hắn chửi to tiểu tử ngu ngốc đừng có mà không biết điều cha của ta đã xuống nước như thế mà ngươi không biết điều ư cha ta coi trọng ngươi là phúc tổ ba đời nhà các ngươi đấy long vĩnh nghĩa vô cùng hài lòng với thằng con trai báo đời hắn ta liền ra đòn mềm mỏng người trẻ tuổi có thiên phú xuất sắc thì kiêu ngạo một chút cũng là lẽ thường ta cũng không chấp những điều nhỏ nhặt đó đâu nhưng nếu ngươi không nhận rõ tình hình e rằng ngươi còn chẳng bước qua ải trước mắt đâu Nói xong vẻ mặt hắn hiện lên đầy gian tà cùng một nụ cười đầy nham hiểm. Cổ Huyền Trần bỗng bị động tĩnh bên cạnh làm cho chú ý, anh liếc mắt nhìn sang với vẻ mặt đầy phán xét. Bên này đám người Hàn gia đang hừng hực khí thế dán chặt mắt vào Cổ Huyền Trần, chúng đi đến đâu ngọn lửa hận thù ngút ngàn đến đó. Lão Hàn Định bắt đầu rút vũ khí, chỉ thấy lão ta sử dụng linh pháp biến hóa nó thành mũi kiếm. Lão ta gầm gừ hét lên, tên họ Cổ kia, ngươi giết con trai của ta, hôm nay ta sẽ lấy cái mạng ngươi ra để đền tội lão cứ thế não chó chĩa thẳng thanh kiếm vào cổ huyền trần lão phu nhất định sẽ lấy mạng cả nhà ngươi ngươi mau đi chết đi tên long vĩnh nghĩa thấy vậy thì khoanh tay cười sung sướng hắn uy hiếp cổ huyền trần bây giờ ta cho ngươi một cơ hội ngươi quỳ xuống nhận tổ quy tông vẫn còn kịp đấy nếu không lát nữa ngươi sẽ phải chịu khổ thôi người của hàn gia quân đông sức lớn không qua một giây là ngươi xuống chầu ông bà ông vãi rồi cổ huyền trần đã ghim câu nói này mặt anh cổ vẫn lạnh tanh nở một nụ cười khinh bỉ anh nói chỉ bằng mấy kẻ nhái nhép này ư bổn đế chơi không bỏ. Thấy con trai có phần ương bướng, phận làm cha làm mẹ đâu thể ngồi yên, Cổ Thiên Hoa vội vàng khuyên ngăn con, "Trần Nhi đừng có không nghe lời, không được manh động như thế, sẽ làm tổn hại thân thể con thôi." Mẫu thân anh cũng không quên lên tiếng, bà dịu dàng lay chuyển tâm ý anh, "Phải đấy, tính tình nhị cửu con là như vậy, thật ra hắn không xấu như con nghĩ đâu." Cổ Huyên Trần không mấy quan tâm, anh lập tức nhắc nhở hai người, "Cha mẹ lùi lại trước đi, tránh bị chuyện này làm cho vạ lây, con có thể lo liệu mọi thứ ổn thỏa." trước lúc anh cổ kịp ra tay thì tề hồng quốc vội vàng ra mặt ông ta cản hàn định lại hàn gia chủ người khoan đã ông bắt đầu nói lẽ lão gia tử hàn mặc và cổ công tử vốn đã lập kế thư sinh tử mấy người đòi lấy mạng cổ công tử đây là sai quy tắc người trong cổ châu sẽ cười chê tên hàn định mất đi người con trai nên cũng mất luôn não hắn vẫn ngoan cố giả mồm tề gia chủ sao nào ông muốn nhúng tay vào chuyện này sao ta không muốn làm mất đi hòa khí từ trước đến nay ông mau tránh ra không ta cũng không nể tình ông đâu Tề Hồng Quốc lập tức trở nên đáng sợ, hai mắt ông ta nổi sắc khí đùng đùng, vì biết được Cổ Huyền Trần là người quan trọng như nào với Tề gia. Ông ta nhất quyết bảo vệ anh đến cùng, theo như giao hẹn thì Cổ công tử chính là con rể của Tề gia ta. Tuy không cần phải bảo vệ nhưng Cổ Huyền Trần vẫn im lặng để mặc cho mấy người thích làm gì thì làm. Sau đó, Tề Hồng Quốc đứng hiên ngang, tay nắm chặt nắm đấm sẵn sàng chiến đấu, ông mượn cớ này để lấy lòng anh Cổ, chuyện của Cổ công tử thì sao ta có thể không quản chứ. Tập 7 đến đây là hết rồi hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo nhé bye bye